Chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với kênh YouTube của Tuấn Trung Tá. Sau bao ngày chờ đợi thì chúng ta đang trên tay một cái sản phẩm rất là hot và vừa được ra mắt, đó chính là Osmo Pocket. Một cái phiên bản Osmo thu nhỏ của tất cả những dòng loại trước đây của nó. Chúng ta cũng đã biết là DJI ra mắt những cái sản phẩm cực kỳ tân tiến và hiện đại và hướng tới tất cả những người dùng, bao gồm có những người bắt đầu này, những người trong khối bán chuyên hoặc là có thể đến giới chuyên nghiệp. Thì bản thân những cái bạn mà muốn sử dụng một sản phẩm để phục vụ cho việc đi lại, du lịch, đi chơi không có quá cầu kỳ về chất lượng thì mình nghĩ cái sản phẩm Osmo Pocket này là một cái sản phẩm rất là ok, rất là tốt để chúng ta có thể đi lại, di chuyển. Mặc dù chất lượng thì nó không đòi hỏi cao hơn, bởi vì nếu như mà nhìn qua thông số cơ bản thì các bạn đọc cũng đã biết rằng là chiếc Pocket này thì ưu điểm nó rất là nhỏ gọn, nó chỉ có 116g thôi, rất nhỏ để chúng ta có thể bỏ trong túi. Và kích thước cảm biến của nó là gì? Nó là cái yếu tố quyết định. Kích thước cảm biến của nó chỉ là 1/2.3, nó khá là bé. Thêm nữa, khẩu độ của nó là 2.0 thì nó lớn hơn so với những cái phiên bản trước đây, thì nó sẽ thu ánh sáng vào tốt hơn. Nhưng với cái cảm biến là 1/2.3 inch thì mình nghĩ là nó chất lượng nó vẫn chưa tốt, cho dù nhà sản xuất có đưa cái gọi là cái chất lượng sản phẩm hay là chất lượng hình ảnh lên tới 4K 60 frame. Các bạn lưu ý điều đó. Và nhà sản xuất tuyên bố rằng là sản phẩm DJI Osmo Pocket này rất là hoàn hảo, và bản thân một số reviewer hoặc một số người sử dụng thì cho rằng là đây là một sản phẩm GoPro killer, có nghĩa là sẽ là giết chết GoPro. Nhưng mà đối với bản thân mình là một người sử dụng nha, chứ không phải là một reviewer, mà một người sử dụng, mình mua về mình dùng thì mình cảm nhận là GoPro người ta vẫn có một cái lối đi riêng, nó khác hẳn, nó không giống như Osmo hay là DJI nói chung. Và đây chính là chiếc GoPro 7 Black mà mình vẫn đang còn dùng. Và bên tay mình nữa, đó cũng là một chiếc Osmo Mobile phiên bản thứ hai, mình cũng dùng bữa giờ rồi. Và cái này thì nó sẽ phục vụ cho việc là chúng ta bỏ cái điện thoại vào trong này để đấy, nó sẽ giúp cho quá trình đi nó đỡ rung chấn hơn. Đấy, cái gimbal nó có việc như thế, nó sẽ có tác dụng là giúp cho chúng ta di chuyển hay là làm cái việc gì đấy nó đỡ rung hơn. Bạn nào ăn chân gà thì sẽ không phải lo cái việc mà rung động này nọ. Đấy, nó nói về thông số cơ bản như vậy về một chiếc máy quay, hay là có thể gọi là một chiếc Osmo Pocket mà khá nhỏ gọn như thế này. Và mình mua hai cái, mình biết rõ ràng là chiếc Osmo Pocket này không thể nào thay pin được, không thể nào thay pin được, mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì sạc mất hết khoảng 60 đến 70 phút, trong khi đó quá trình sử dụng thì mất khoảng quay cho đi 4K đi thì sẽ ăn pin rất là nhiều. Còn nhà sản xuất không nói rõ cái việc là ông quay sẽ bao nhiêu thời gian, quay bao nhiêu lâu thì sẽ hết pin. Nhưng mà mình nghĩ cái này trụ hạng thì nó không được cao, cho nên mình mua hai con cho chắc. Chứ còn mà thời gian khi mình sạc pin thì nó sẽ mất cái khoảnh khắc, cái điều mà mình rất là cần. Và nói nhiều chắc lắm thì bây giờ mình sẽ unbox lại cho các bạn cùng xem. Và chúng ta sẽ vừa unbox vừa nói chuyện nhé. Cái này thì về chất lượng thì mình nghĩ là nó không đòi hỏi, không thể nào cao hơn một cái điện thoại cao cấp được, bởi vì giá thành nó quá rẻ từ khi nó ra mắt. Khi nó ra mắt thì phiên bản Osmo Pocket này nó chỉ bán ở mức giá là 8.390.000 tại Việt Nam. Đấy, giá niêm yết là như vậy. Còn bạn nào mà mua tại công ty Anh Đức Digital này thì nhớ đọc phát của mình. Đấy, thì có thể là có một cái giá tốt hơn Anh Đức Digital tại Đà Nẵng nha. Và bây giờ thì mình sẽ unbox thôi để cho các bạn đỡ phải hóng. Và quá trình cũng vừa bóc và vừa nói chuyện với các bạn luôn. Thưa các bạn, thì mình cũng là một cái fan cuồng của giới công nghệ, mình rất là thích công nghệ. Và bản thân thì mình cũng đã dùng những cái phiên bản như GoPro 7 và Osmo Mobile các thứ gì, nhưng mà mình nghĩ là không thể nào giết được Osmo. Nó giết trong phạm trù nào đó thôi. Nó giết trong một phạm trù là ví dụ như là nó nhỏ gọn, nó dễ dàng mang vác đem đi. Nhưng mà để lặn sâu dưới nước thì bắt buộc cái Pocket này phải có một cái thiết bị nữa, đó là một cái cây chống nước. Và hình như mình có cảm nhận là
DJI cũng bắt đầu bán những cái thứ đồ accessory, đồ phụ kiện đi kèm với ông Pocket này. Các bạn mua chỉ được cái máy thôi, còn lại là phải mua thêm những cái thứ như là đi theo giống ông GoPro này. Đồ chơi nó rất là nhiều, máy thì có thể là 8 triệu 300, 8 triệu tư một con, hoặc là GoPro này 10 triệu 500, nhưng mà các bạn mua full đồ chơi thì nó quá là nhiều tiền luôn, hút máu rất là kinh hoàng chứ không phải đùa đâu. Rồi chúng ta sẽ xem bên trong cái nhân vật chính của chúng ta sẽ có những cái gì nào, mình xem. Ok, đây chính là Osmo Pocket và mình bóc con này ra. Hiện tại ở thời điểm mà mình unbox này thì phần mềm DJI Mimo, tức là phần mềm đi kèm với Osmo này chưa có, cho nên là chúng ta tạm thời là chưa thể nào dùng được. Nó sẽ có cái gì? Một cái hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng. À ok, còn một cái nữa Osmo Seal. Đây đây đây. Đấy, rồi sẽ phải các thứ quét mà scan mã code, không quan tâm luôn. Chúng ta sẽ xem cái gì. Rồi mở hộp ra, cái hộp phía bên ngoài thì các bạn có thể thấy là nó làm bằng bằng giấy nha. Nhân vật chính của chúng ta đây, một chiếc máy rất là nhỏ nhẹ và dễ thương tí xíu thôi. Đấy, cái này nè, nếu như chúng ta nhảy ào xuống nước thì mình nghĩ không thể nhảy xuống được, bởi vì nó không có khả năng chống nước. Nhưng con này, con GoPro này chúng ta cầm trên tay chống rung bằng điện tử nha. Còn con này chống rung bằng cơ này, thì chúng ta có thể nhảy ào xuống nước và có thể trong một phạm vi dưới 10 mét nước, trên 10 mét nước chứ, 10 chịu được 10 mét nước thì con GoPro này ok. Và bản thân ví dụ như là các bạn có thể là chạy những cái tốc độ cao gắn với tốc độ cao trên xe cộ các thứ thì GoPro sẽ chịu đựng tốt hơn. Và bản thân chiếc GoPro này thì khả năng chống rung trên phiên bản này rất là tốt rồi, mình cầm tay chạy cũng khá ổn. Nhưng nó là chống rung điện tử, còn ông này là chống rung bằng cơ 30, hoành tráng, nó là gimbal mà. Hãy quan sát cận cảnh để xem cái gì đây. Đây, nhỏ tí xíu thôi. Nó bằng bao nhiêu nè? Cũng chưa đến 20 phân. Bằng bình thường, ở cơ chế bình thường. Đấy, ở cơ chế bình thường nó như thế này thôi. Rất là nhỏ gọn. Rồi tí nữa sẽ xem, chúng ta sẽ xem ở cái bên này trước. Nó sẽ có một cái bao da này. Bao da làm cũng rất là cầu kỳ. Phía ngoài này là bằng lớp cao su, cao su khá là mát mẻ. Phía trong là một đống sách hướng dẫn trước khi sử dụng này, một cái bao chống ẩm này, một cái sợi dây để chúng ta có thể cột vào tay. Đấy, cột vào tay khi di chuyển cầm thế này cho nó chắc. Rồi tiếp nữa, nó cho mình đây. Trong cái gói này nó sẽ gồm có một cái, đó là cái cáp USB. Qua USB Type-C là chúng ta có thể copy dữ liệu data các thứ qua cái cáp này. Bây giờ nó phổ biến là dễ, cái này đầu này có thể cắm vào máy tính hoặc là cắm vào chỗ nào sạc. Tiếp theo đó là ở cái cục này sẽ có một cái cổng. Đấy, cổng Lightning, đầu này Lightning, chúng ta sẽ cắm vào điện thoại nha. Nhưng mà bây giờ hiện nay thì chưa có cái phần mềm DJI Mimo, cho nên chúng ta chưa thể nào tải, và mình sẽ làm cái việc này sau. Cái đầu này sẽ gắn vào đây, đầu này sẽ gắn vào đây, đây, cái vị trí này. Nếu như các bạn dùng iPhone thì sẽ dùng từ cái này. Đấy, chúng ta sẽ gắn vào đây, và điện thoại nó sẽ gắn vào vị trí này. Được chưa? Ok chưa? Vị trí nó gắn vào đây rất là tiện lợi, nếu như các bạn có thể vừa quay vừa live stream các thứ là rất là hay. Rồi, cái cổng này, cổng Lightning này, mình sẽ lấy ra, sau đó mình đóng lại. Rồi, cái tiếp theo nữa, một cái cổng nữa, cổng USB-C, USB Type-C. Này dùng cho những cái chiếc máy sử dụng hệ điều hành Android các thứ đấy, thằng nào dùng cái đấy Type-C này thì dùng, còn mình thì dùng Lightning. Rồi, ok, để mình sẽ thử bật cái này ra. Các bạn có thể quan sát tiếp ở trên cái Osmo Pocket là có những cái gì.
nó sẽ có một cái màn hình phía trước. Các bạn có thể selfie quay cái lại màn hình và nó bắt nét khá là tốt. Rồi phía trên là một cái ống kính cũng như là cái hệ thống lens ở trên này. Rồi ở trên này đây các bạn có thể quan sát. Và kích thước cảm biến mình đã nói là 1:2.3. Bản thân khẩu của GoPro 7 nó là 2.8 f/2.8, nhưng mà đối với Osmo Pocket này thì nó sẽ là f/2.0. f/2.0 thì nó sẽ thu sáng tốt hơn và hy vọng là quay đêm nó tốt hơn nhiều. Và bản thân mình nghĩ là khẩu lớn hơn chắc chắn là ánh sáng nó vào tốt hơn. Ok, mình sẽ bật nguồn lên bởi vì ở đây các bạn có thể quan sát là đây là cái lỗ để cắm thẻ nhớ này. Cắm thẻ nhớ, dùng cái thẻ nhớ nhỏ nhỏ thôi, tí xíu thôi. Đấy. Và mình dự phòng được cái việc là chúng ta không thể nào thay pin được cái lỗ sạc nó nằm ở đây. Cái này thì sử dụng micro radio. Đấy, và mình dự phòng được cái việc là không thể nào thay pin được, cho nên mình mua lần hai con. Lỡ con này hết pin, sạc trong vòng khoảng hết một tiếng đồng hồ thì nó mất khoảnh khắc, cho nên mình mua hai con cho nó lành. Rồi, thử xem nào. Rồi. Đấy, bấm một phát là ống lên luôn. Vâng, thưa các bạn, sau khi mình giữ cái nút này mình bấm phát thì máy đã được kích hoạt và chúng ta sẽ chọn ở chế độ tiếng Anh. English. Rồi, đây. Các bạn có thể quan sát này, phía sau cái màn hình của nó này. Cái cảm giác cầm nắm thì cũng khá là gọn nhẹ, nó được cải thiện là gọn nhẹ. Rồi bây giờ mình sẽ quay lên sau này. Đây. Hãy ngắm cận cảnh cái gimbal này nó hoạt động nha. Này. Đấy, nó như thế này đây. Được chưa? Đây là những cái cảm giác ban đầu. Mình sẽ kiểm tra xem ở chế độ. Đây. Hiện nay các bạn lưu ý là do chưa có cái phần mềm DJI Mimo, chính vì vậy là chúng ta chưa thể nào có quay thử được để xem cái chất lượng hình ảnh của nó xem như thế nào. Đây, chúng ta phải đợi đến qua giữa tháng 12 và bây giờ thì mới có ngày 10 tháng 12 thôi, 9-10 tháng 12 thôi. Cho nên chúng ta phải chờ đợi phần mềm này đã, sau đó chúng ta mới có thể thử được DJI Mimo. Đấy, nó phải kiểu như là đấy, chưa gọi là chưa ấy được, chưa active được. Nhưng mà chúng ta cầm chơi cho vui đấy. Ra thì mới ra sau này mà hiện tại chưa gọi là chưa active được thì làm gì mà có là killer được ông này. Đùa chứ, chúng ta sẽ có một cái buổi phân tích về hai cái sản phẩm này. Để bạn nào có cái sở thích hay là bạn nào có cái nhu cầu như thế nào để chọn sản phẩm nào hợp lý nhất thì mình sẽ phân tích cụ thể, bởi vì sao, mình là một cái người dùng thực. Và mình mua về, mình dùng, mình sẽ tâm sự với các bạn cho nó chắc. Và đừng quên đăng ký, subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem video clip mới nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bấm chuông.